cộng đoàn. Trong cuộc đời công khai, Đức Giêsu đã nhiều lần nói: giờ tôi chưa đến. Hôm nay giờ đó đã đến, giờ phút quyết liệt của lịch sử, giờ giao tranh giữa thiện và ác, nhưng cuối cùng Thiên Chúa sẽ toàn thắng. Giờ Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu. Trong ba ngày thánh trọng đại này, chúng ta sống lại giờ phút đó. Hôm nay thứ năm tuần thánh, Hội Thánh cử hành bữa tiệc ly của Chúa. Trong bữa tiệc này, Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học khiêm nhường và bác ái. Cử hành việc Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và thừa tác vụ linh mục, cử hành việc tôn kính thánh thể. Phụng vụ hôm nay là một lời ca tụng tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Trước khi từ biệt các tông đồ đi chịu chết, Ngài đã thành lập nhiệm tích mình và máu người để tiếp tục hiến lễ cứu độ cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. Mỗi người hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu là bác ái và khiêm hạ để sống đời sống Kitô hữu của mình. Hơn nữa, để biểu lộ lòng biết ơn sâu xa với Chúa Giêsu vì món quà tặng cao quý là chính mình và máu người, chúng ta cùng đến thờ lạy Chúa trong bí tích thánh thể. Với tâm tình đó, cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca nhập lễ. Nào biết lấy gì mà đến đám chuông, vì từng ngày qua Ngài ban xuống muôn ơn lành. Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ, miệng tôi cất tiếng cầu xin thánh danh Chúa Trời. Trên chúng tôi, trên chờ sự công hiến ông Chúa Kitô, Chúa Kitô công hiến máu Chúa Kitô. Sự chết trên đời với Ngài thật là đấng sáng, của kẻ lòng ngay hằng luôn hiếu chung với Ngài. Xích xiềng buông tôi, Ngài đã tháo cởi. Này tôi tớ Chúa, là con của nữ tỳ Ngài. Dùng bữa với các môn đệ, Chúa Giêsu rửa chân cho các ông và nói: các con có hiểu việc Thầy làm cho các con không? Thầy là Chúa, là Thầy. Thầy làm gương để các con cũng làm như vậy. Chúa mà rửa chân Giêsu rửa chân cho Phêrô, người đã chối Thầy ba lần vì sợ hãi. Ngài rửa chân cho Tô-ma, kẻ yếu tin, nghi ngờ Thầy sẽ sống lại. Đức Giêsu không tránh né đôi chân của Giu-đa, kẻ nộp Thầy, vì người không sống trong một đạo lý khép kín và di kỷ. Người rửa chân cho kẻ mà vài giờ nữa sẽ đi nộp người bằng một cái hôn.
Đức Giêsu rửa chân cho Mát-thêu, người thu thuế giàu có. Chắc hẳn ông đã từng được các đầy tớ rửa chân cho. Nhưng hôm nay, chính bậc tôn sư của ông lại rửa chân cho ông. Đức Giêsu rửa chân cho Gia-cô-bê và Gio-an, là những người đã có lần muốn trời đánh những kẻ không tin lời dạy của Đức Giêsu. Họ cũng là những người muốn ngồi bên tả Chúa trong nước trời. Anh em là môn đệ thầy, nếu anh em một lòng yêu thương nhau, nếu anh em một lòng yêu thương nhau. Của Đức Giêsu là như thế, tự hủy ra không, tự hạ tột bậc. Sự khiêm hạ đó là một nét độc đáo của tình yêu Kitô giáo, một tình yêu có một không hai, khác hẳn tình yêu khác luôn tìm cách chiếm hữu. Tình yêu của Tin Mừng đòi phải rửa chân cho anh em mình. Ai yêu thương ai khôn khó, siêu bướng ai bơ vơ, ai đỡ nâng ai khổ sâu, đang chìm sâu trong thương đau. Ngài yêu thương luôn sáng luôn, đưa bước ai làm lối, Ngài dẫn đưa ai làm đường, san dịu về cho thiên đường. Chuyển mình Thánh Chúa, Hội Thánh chuyển mình Thánh Chúa qua nhà tạm để chúng ta kính thờ cách đặc biệt trong ngày kỷ niệm Chúa lập bí tích Thánh Thể, đồng thời để đền tạ những xúc phạm đến bí tích màu nhiệm này.